Bây giờ các bác em bây giờ mình cho chim mình á, chim vịt trắng nha các bác nha. Vịt trắng bổ nha. Vịt trắng bổ. Đây. Nhiều lắm các bác ơi. Để nó cho nó ăn nó vậy. Nuôi mà mình nhốt một chuồng nó vậy thôi, chứ còn mà mình cho nó ở ngoài nó dạng lắm, tại vì nhốt một chuồng nó gặp mình nó sợ. Ăn đi. Mình đút nó vẫn ăn mà. Đút con này nó ăn. Rồi. Ở đây mình có ba bầy đó nha. Rồi, ăn đi. Cho mày miếng phổi nè, mày cho phổi, cho mày miếng phổi nè. Rồi, xin phép cúp lên đây các bác nha.